Nếu một ngày bạn cảm thấy buồn và muốn khóc, hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi hứa tôi sẽ cười vào mặt bạn. Bước tới đèo ngang, bỗng mất đà. Đập đầu vào đá, máu tuôn ra. Lom khom dưới núi tìm y tá. Y tá theo dai, chẳng có nhà. Thiếu máu đau đầu, em sắp chết. Nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy ai. Khắc lên bia mộ dòng thông báo: bước tới đèo ngang, nhớ lấy đà. Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Chỉ tội cho cái thằng con, đứng ngoài chầu trực thì biết ngon là gì. Trung thu là Tết thiếu nhi, mà sao người lớn lại đi là nhiều. Đi nhiều rồi lại làm liều, làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi. Ước gì trung thu mình có cái bánh. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Lạy thượng đế, bao giờ con hết khổ? Tổ cha mày, khổ mãi nghe con. Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu nha, ăn cứt, thế cho nó dễ. Nani? Đi xa con nhớ mẹ hiền, con về thăm mẹ lấy tiền rồi con lại đi. Ôi giời ơi. Hôm qua ra đứng ngoài đường, thấy thằng xe máy lách đường rú ga. Hôm nay ra bãi tha ma, thằng xe máy hôm qua đây rồi. Nếu một ngày nào đó bạn vấp ngã trong cuộc đời này, mình sẽ đến bên bạn và khẽ nói: ngu thế, mắt mày để làm cảnh à? Tôi, mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Chồng người du kích sông Lô, chồng em vào bếp nướng ngô cháy quần. Ta về ta tắm ao ta, chẳng may chết đuối, có người nhà vớt lên. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Ngại gì cái chuyện đường xa, không đi xe buýt thì ra ga ta đi tàu. Nếu một ngày kia bạn khóc, đừng buồn, hãy đến đây với tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi sẽ tát vào mặt bạn. Vì cha ông ta đã có câu: còn nước thì còn tát. Khi anh bỏ học, em đã đến bên anh. Khi anh thất nghiệp, em đã đến bên anh. Khi anh ốm đau bệnh tật, em cũng đến bên anh. Bây giờ, khi xa em rồi, anh mới nhận ra một điều thật giản dị. Ở bên cạnh em anh đen vãi cả đái nhỉ. Ê, bài kiểm tra vừa rồi mày được mấy điểm thế? 10 hả? Không. Thế là 9 hả? Không, đừng hỏi nữa. Thế ra là 8 rồi. Mẹ mày, ông đã bảo là không rồi, hỏi mãi. Chú cuội ngồi gốc cây đa, nửa đêm thanh vắng sờ ra chị Hằng. Chị Hằng chẳng nói chẳng rằng, thò tay rút súng, phang phang. Quậy tôi. Ôi, mày ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì? Bước đến nhà em bóng xế tà, đứng chờ 5 phút bố em ra. Lơ thơ phía trước vài con chó, lác đác đằng sau chiếc chổi trà. Sợ quá anh chuồn quên mất dép. Bố nàng ngoác mỏ đứng chửi cha. Phen này nhất quyết thuê cây kiếm, trở về chém ổng đứt làm ba. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thứ hai,
em phải đi làm. Thứ ba, em cũng vì làm phải đi. Thứ tư, làm việc nên đi. Thứ năm, càng phải vội đi để làm. Thứ sáu, em cũng phải làm. Thứ bảy, bận quá, vì làm thì đi. Chủ nhật, thủng thẳng nghĩ suy. Ở nhà buồn quá, có khi đi làm. Nào, hẹn giờ ngủ trưa 15 phút rồi chiều dậy đi học nào. Em nằm em mơ, một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, em ngủ đến 8 giờ. What the hell? Điếu cày lạnh lẽo, nước trong veo, một não già kia bé tẻo teo, châm lửa đo mồm đang định rít, vợ ra thu điếu vứt cái vèo. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, nhưng nếu nghèo em bỏ đi. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, quá bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên càng nghèo. Tôi không phê pha, không bao giờ tôi đập đá. Không ai thương tôi mến nghèo, nghèo thương tôi. Hôm nay trời đẹp quá, bầu trời màu xanh lá, muốn chạy về gặp má, ai ngờ vấp cục đá, miệng tự nhiên kêu á, má ơi má ơi má, cái chân con đau quá, ôi bài thơ hay quá. Trời buồn trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều, ngủ xong dậy ăn cơm nhiều, ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai. Hôm qua anh đến nhà em, ra về mới nhớ để quên 5.000. Anh quay trở lại vội vàng, em còn ngồi đó, 5.000 mất tiêu. Còn cái nịt, con cò mày mổ cái trai, u ơi u cưới vợ hai cho thầy. Có cưới thì cưới con gầy, chứ cưới con béo nó tát cả thầy lẫn u. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hôm qua anh đến nhà em, thấy mẹ liếm đĩa, thấy cha vét nồi, thấy em đang niếm đôi môi, anh tưởng là chó, anh thôi không bằng. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng ăn nhổ tuẹt lầu bầu, bách ăn. Vĩnh biệt cô.